Cái cách chữa duy nhất là chỉ ngâm mặt vào trong nước 6 tiếng, ngâm liên tục vậy đó Dữ vậy ha thì nè. nó mới không có bị ấy. Giống như bạn ăn cay uống nước lạnh nó, Dạ. thì nó hết liền, nhưng mà buông ra cái là Sau bị đó. thì nó lại cay tiếp, Dạ. nên phải giữ mặt hoài cho nó vậy đó thì nó rã ra. Nhưng mà không được, mình ngâm được vô được phút 15 phút rồi mình ăn không được, ngoài kia nhốn nháo người ta sẽ và cái kẻ đó họ sẽ thắng mất, đúng không? Thay đổi lập tức liền, ra Hát sân tiếp. khấu ra hát liền, nó rất cay, nó cay lắm. Cái khăn hương choàng mà tới mà một tuần sau hương choàng lại vẫn còn bị nóng bị căng mà đó. Mà ra khán giả vỗ tay rầm 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 rầm, hát Wow. mà nó cay, nó gắn mắt lên mà nước mắt rớt xuống, mình chậm mình hát tiếp như vậy, làm đúng cái bổn phận của mình thôi. Thì em thấy rằng là nó không phải là mình đấu đá gì hay là mình phải hơn thua, nhưng mình phải thể hiện được cái con người của mình và cái những cái điều mình mang trọng trách trên người mình. Khán giả bỏ tiền mua vé vào để chờ xem mình hát, chứ không phải đứng coi mình khóc hay năn nỉ người ta tha thôi nên đi về hay sao, không cần làm những đó. Bởi vì quan niệm không có ai trả tiền bệnh cho mình hết, nha. Mình phải làm được việc đó. Mình hát được, nhảy được, múa được, làm người ta vui được thì người ta sẽ không ngại ngại trả tiền đó. Đối với công việc nó vẫn quan trọng, và chính vì thế những cái giờ phút như vậy thì không được phép yếu lòng. Nếu mà hơn yếu thì nó sẽ ngã xuống và người ta sẽ đi qua, và sẽ rất nhiều người khác sẽ đi qua, và những lớp sau em út của Hưng cũng sẽ bị ngã đạp như vậy nữa. Và đi qua hết những cái con dốc nguy hiểm của đời sống này, và cũng như là bay trên những cái vinh quang của người có tài năng và đáng được hưởng thụ và thụ hưởng như anh như vậy, thì tính đến thời điểm này đã thấy mình hài lòng về về cuộc sống, về bản thân mình chưa? Chưa. Thật ra Khoa nói là đi qua hết những con dốc khó khăn, Hưng nghĩ cuộc đời còn dài lắm, mình chỉ vừa vượt qua một đoạn nhỏ thôi, nó còn nhiều con dốc khó khăn, không biết trước được ngày mai tương lai mình ra sao cả. Nên là cố gắng sống thật tốt, chuẩn bị được những cái bước đường tương lai cho mình thì vẫn hơn là phải ngồi đã bị động hoặc chờ cái gì đó nó mơ hồ. Đối với Hưng, Hưng nói không là do Hưng tự nói, Hưng không hài lòng bản thân mình. Chứ với nhiều người thì họ nói là Hưng nói như vậy là Hưng tham lam hay là quá đáng. Hài lòng với con đường mình đã đi, đã chọn và đi qua những tháng ngày khó khăn như vậy, Hưng rất thích. Chứ không muốn hát một bài xong người ta mặc cho mình cái áo vinh quang liền, để mình bay bổng, mình bị hoảng loạn, mình bị không có ý thức. Hưng không thích. Hưng phải cảm ơn những ngày tháng khó khăn đó rất nhiều. Và bản thân tự nhận thấy mình rằng là khi nói được cái chữ chưa hài lòng á, là sẽ còn phấn đấu, sẽ còn phải đi lên nhiều nữa. Chỉ còn hơn ít bằng lòng với bản thân mình lắm. Nếu ai đó bằng lòng bản thân mình thì đó là sự lựa chọn của người đó. Còn Hưng sẽ phải tiếp tục phấn đấu nhiều hơn, khó khăn với bản thân mình hơn, và phải luôn luôn không hài lòng thì mới có thể khá hơn và đứng lâu hơn, và sẽ đi con đường này, cái nghề cá này nó dài hơn nữa. Khoa thích nhất là anh tự nói về bản thân mình, vì khi mà anh nói về mình thì rất là chính xác. Anh cũng đã từng chia sẻ là ở con người anh á, cái yêu và cái ghét á, nó rất là rạch ròi. Chẳng hạn như là khi mà một ngôi sao như anh thì vẫn có một cái điều gì đó sẵn sàng nổ tung nếu mà ai làm anh cảm thấy là không hài lòng, nhưng mà cái con người nhỏ bé của anh bên ngoài thì gánh vác những cái điều mà được khi anh quan tâm rất là tỉ mỉ. Anh có thể quan tâm đến từng cái nhạc công trong ban nhạc nè, rồi từng cái anh em hậu đài, anh đến anh gửi tiền bồi dưỡng cho họ sau những cái đêm diễn của anh, và anh Khoa đã chứng kiến những cái điều đó. Cảm ơn Khoa rất nhiều. Đúng, Hưng vẫn giữ nguyên những cái gì nó thật nhất trong con người của mình. Ghét là nói ghét, thích là nói thích. Đó, để sau này mình không có bị giả với bản thân mình, đêm về nhìn thẳng vào mặt những gương, không có sợ xấu hổ, đối diện thẳng với lương tâm mình, không có bị mình che mặt đi, quay mặt đi. Đó, mình rõ ràng lắm. Như vậy cũng là con người thật của mình. Chứ mình đừng có giả giả, gặp ai cũng giống như ba người khác nữa, rồi vuốt ve xong Giản quay lưng đi cái lai nói chuyện khác, nói thành người hả? khác này. Tôi không có chấp nhận kiểu đó, tôi không thích kiểu đó. Và chính vì Hưng tự chọn cái cách sống thật của mình đó. Để chị biết không, để sau này mình không còn là ngôi sao, không còn ở trên vinh quang cao nữa, mình không bị rớt, không bị hỏng chân.
đi đi ngoài phố, chiều nắng xuất bên sông. Người đi đi ngoài phố, nhớ sáng xưa mịt mù. Hành ghế đá chiều công viên ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi. Người đi đi ngoài phố, chiều bỡ ngỡ bơ vơ. Người đi đi ngoài phố, mấy dấu chân lạc loài. Hình bóng cũ người yêu xưa còn đâu, còn đâu, tình duyên đã lỡ. Thôi chia tay nhau từ đây, nghe nước mắt vây quanh. Biết lời yêu đương sẽ đau thương suốt cả một đời. Nhưng mới khi tình đầu kết thành duyên mong ước, mới khi tình đầu kết trọn mong đâu em. Xin tự giã đường phố trắng mưa ngâu, làm chim bay mọi cánh, nước mắt đêm tà tư. Thành phố cũ người yêu xưa còn đâu, còn đâu, giờ đây xin giã. Mãi qua cơn mê, xa cuộc đời bênh bông, tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, nên đường dài thật dài, ta mặc tình dòng trời. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thuở lênh đênh. Ta sẽ thăm từng đường, sẽ đi thăm từng người, sẽ vô thăm từng nhà. Tình người sao cơn mê vẫn say, dù bao tháng năm đau thương dập vùi. Trường quen vắng ta nay ta lại về, cùng theo lũ em học hành như xưa. Rồi đây quá cơn mê, sông cạn lại thành dòng, xuôi về ngọn quê hương. Ngày đó tay em dài, vun cuộc tình thật đầy, mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Năm vừa qua thì một trong những cái sản phẩm âm nhạc được mọi người quan tâm là bộ đôi đĩa Những Bài Ca Không Quên. Khi mà thu lại những cái ca khúc hay như vậy, cái cảm giác và cái tâm thế của mình lúc đó thế nào anh ạ? Thật ra cái dự án đó không có tới 4 năm trước lận. Wow. Hưng có nói chuyện với anh Đoàn Minh Tuấn, nói là anh ơi, em đang muốn tìm một số những bài hay đó, mà anh đừng nói cho ai nghe dự án này của em. Mà anh Tuấn cũng đã rất là kính tiếng và giữ luôn cho Hưng như vậy. Hưng nói là Hưng muốn tạo ra những cái gì mà không ai làm thì Hưng mới làm. Đó, Hưng là như vậy. Chứ còn người nào làm quá nhiều thì không có tên Hưng đâu. Cho nên là Hưng đã chọn liền
Cho nên là Hưng đã nhìn được, quan sát cái thị trường lúc đó, người ta cứ lao vào nhạc trẻ, lao vào những cái gì nó hip hop này kia. Tại sao cái khoảng âm nhạc lớn và nó nhiều cái nguồn vốn mà không ai sử dụng hết trơn, nhảy đó liền. Ví dụ nhạc xưa đó, Hưng tấn công nhạc xưa trong khi là chưa ai đi nhạc xưa, lại đi nhạc xưa. Thế là bây giờ ai cũng có nghĩa nhạc xưa, ai cũng làm thủ sẵn cho mình, ca sĩ nào cũng vậy hết trơn á.